Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, luật tiếp công dân năm 2023, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có thông báo lịch tiếp công dân của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố trong tháng 1 năm 2022 như sau. Một đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Hải Châu, thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 25 tháng 1 năm 2022, địa điểm trụ sở tiếp công dân quận Hải Châu, số 270 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu. 2. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị quận Sơn Trà, huyện Hoàng Sa. Thời gian từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 20 tháng 1 năm 2022. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân của Sơn Trà, số 2 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà. 3. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị quận Ngũ Hành Sơn. Thời gian từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 25 tháng 1 năm 2022. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân quận Ngũ Hành Sơn, số 486 Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. 4. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Thanh Khê. Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ và từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 20 tháng 1 năm 2022. Địa điểm, trụ sở tiếp công dân quận Thanh Khê, số 503 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. 5. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Liên Chiểu. Thời gian từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 20 tháng 1 năm 2022. Địa điểm, trụ sở tiếp công dân quận Liên Chiểu, số 91 Ngô Thị Nhậm, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. 6. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ, thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 20 tháng 1 năm 2022, địa điểm trụ sở tiếp công dân quận Cẩm Lệ số 40 ông Út đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ. 7. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị huyện Hòa Vang, thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 25 tháng 1 năm 2022, địa điểm trụ sở tiếp công dân huyện Hòa Vang, trung tâm hành chính huyện Hòa Vang, thôn Dương Lâm Một, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang.